vị, hôm qua 12 tháng 9, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN WEF ASEAN 2018 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Bên lề các phiên làm việc của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp đại diện một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế. Tiếp ông Joachim von Augsburg, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIIB, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với đặc điểm dân số lớn nhất, quy mô kinh tế lớn nhất và trước thách thức cạnh tranh cùng biến đổi khí hậu, thành phố đối mặt với nhiều thách thức như ùn tắc giao thông, ngập, ô nhiễm môi trường. Để giải quyết những thách thức này, thành phố đang tập trung các nguồn lực từ có và kêu gọi các nguồn lực từ bên ngoài để thực hiện thành công 7 chương trình đột phá. Phó Chủ tịch AIIB Joachim von Augsburg cho biết, ngân hàng đang rất quan tâm đến việc hỗ trợ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ngay trong dịp tham dự diễn đàn WEF ASEAN lần này, các bên sẽ bàn thảo cụ thể để sớm đi đến quyết định cuối cùng. AIIB có thể quan tâm đến các dự án hạ tầng lớn do tư nhân triển khai như các dự án sân bay, đường cao tốc. Trước mắt, AIIB có thể hỗ trợ để đánh giá, hoàn thiện các khung pháp lý về đầu tư PPP, từ đó xem xét cho vay đối với các dự án này. Cảm ơn Phó Chủ tịch AIIB Joachim von Augsburg đã dành sự quan tâm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ đề nghị các sở ngành phối hợp chặt chẽ hơn nữa với AIIB để sớm đi đến thỏa thuận cụ thể cho các dự án của thành phố.